Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm bài tập đầu tiên ở trong chương trình Photoshop căn bản dành cho người bắt đầu. Trong bài tập này, chúng ta sẽ ghép tất cả các đối tượng người ta cho sẵn ở những hình khác nhau để chúng ta đưa vào trong một file thiết kế như thế này và chúng ta có một cái kết quả như thế này. Những file hình ảnh được sử dụng ở trong cái thiết kế này, mình có gửi cái link ở bên dưới phần mô tả. Các bạn có thể vào cái link đó và các bạn tải những cái hình ảnh này về để các bạn thực hành. Bây giờ mình sẽ zoom cho cái tấm hình này nó bé lại và mình để sang bên góc bên trái nhé, để cho các bạn dễ theo dõi cái file kết quả mẫu và chúng ta làm theo. Các bạn có thể dùng Antalet cộng với lại con lăn chuột để chúng ta phóng to thu nhỏ hình ảnh ra. Bây giờ mình sẽ tạo một file ảnh mới có kích thước bằng với file ảnh này. Mình sẽ nhấn Ctrl N, sau đó bạn tìm vô trong cái mục Preset. Chúng ta có những tấm hình đang mở, đó là chữ bài tập Garden tương ứng với lại cái file này chúng ta đang mở ở đây. Và mình nhấn vô đây, nó sẽ lấy cho mình cái kích thước của cái file mình đang mở ở đây là 1800x1200 pixel và resolution của nó đó là 72 pixel trên inch. Hoặc là bạn cũng có thể tạo file ảnh mới và bạn nhập con số này vô. Sau đó chúng ta nhấn OK, chúng ta có một file ảnh mới. Mình để sang bên đây. Tiếp theo là chúng ta sẽ đưa cái bức tường và cái nền gạch ở bên dưới vào trước. Mình sẽ mở tất cả các file dữ liệu. Bạn có thể sử dụng phím Ctrl O để chúng ta dẫn đến cái file chúng ta cần mở. Mình sẽ đưa bức tường và cái nền gạch vào trước, mình chọn hai cái, bạn giữ Ctrl để bạn chọn hai cái hai tấm hình này và bạn nhấn Open. Trước hết là mình sẽ đưa cái bức tường vào trước, mình minimize cái cửa sổ này xuống. Bạn nhấn Ctrl A, bạn nhấn Ctrl C và bạn tắt luôn cửa sổ này. Bạn sang bên đây, bạn nhấn Ctrl V, sau đó bạn nhấn Ctrl T. Bạn zoom cho màn hình bé lại và bạn nhìn thấy cho rõ và bạn scale lại. Bạn nhớ giữ Shift khi bạn scale để cho nó không bị biến dạng nha bạn. Sau đó bạn nhấn Enter, bạn kết thúc thao tác này. Tiếp theo mình mở xuống đây, mình chọn lại cái nền gạch, mình cũng nhấn Ctrl A, Ctrl C và mình tắt luôn cửa sổ này, bạn nhấn Ctrl V. Chúng ta đưa sang bên đây, nhấn Ctrl T để nó hiển thị lên cái transform này cho mình. Sau đó bạn zoom nó bé lại và bạn kéo xuống bên dưới. Bạn nhấn Enter, sau đó bạn đưa cái bức tường này, cái layer bức tường lên trên khỏi cái layer của cái nền. Mình đặt tên cho nó bằng cách là click đúp vào cái tên này, mình đặt cho nó ở đây là tường. Và cái layer ở bên dưới mình đặt tên đó là nền gạch. Tiếp theo mình sẽ đưa những cái tán lá dây leo ở trên đây vào. Mình cũng nhấn Ctrl O để mình mở file ảnh tiếp tục. Đó là hai file dây leo ở đây. Mình nhấn Open, mình mở ra. Trước hết là mình sẽ đưa cái dây leo này vào bên trong phần thiết kế. Ở đây mình dùng công cụ tạo vùng chọn, đó là Magic Wand Tool, tức là cây đũa thần đó các bạn. Bởi vì cái nền của nó là nền trắng. Mình chọn Tolerance ở đây, bạn đặt cho mình một con số nó phù hợp. Sau đó mình nhấn click xuống dưới nền trắng. Ở đây bạn nhìn thấy này, nó sẽ không lấn vô bên trong những cái khu vực bên trong đây. Cho nên mình sẽ Ctrl D để mình tắt vùng chọn đi. Và mình thực hiện một cái thao tác trước khi mình chọn, đó là bạn tắt cái contiguous này đi. Sau đó bạn click xuống cái nền trắng này thì nó sẽ lấn vào bên trong những cái khu vực ở bên trong. Sau đó bạn nhấn Ctrl Shift Y ngắn để chúng ta nghịch đảo vùng chọn. Và như vậy thì mình đang chọn cái tán lá này. Mình nhấn Ctrl C, sau đó mình tắt luôn cửa sổ này. Và bạn sang bên đây, bạn nhấn Ctrl V. Mình thấy là mình đang đứng ở nền gạch, xong mình dán cái dây leo này, cho nên cái layer dây leo nó nằm ở đây. Bạn phải đưa nó lên trên cùng bằng cách là bạn kéo lên. Hoặc bạn có thể bấm tổ hợp phím là Ctrl Shift đóng hoặc vuông để đưa nó lên trên cùng. Sau đó mình trở về công cụ Move và mình di chuyển nó lên phía trên. Mình nhấn Ctrl T, mình kéo cho nó to ra một chút nữa. Sau đó bạn gõ Enter. Mình nhân bản lên thêm hai cái nữa. Mình giữ phím Antalet kéo nó sang bên phải. Sau đó mình nhấn Ctrl T và mình scale cho cái dây này nó to hơn cái dây kia một chút.
Tiếp theo mình lại nhấn Alt Left và mình kéo sang bên phải một lần nữa. Sau đó bạn nhấn Ctrl T. Mình ở đây mình muốn nhấn chuột phải vào và mình chọn Flip Horizontal để cho nó lật ngược lại, cho nó đỡ bị lặp lại cái kiểu dây leo cũ. Sau đó mình scale cho nó bé lại như thế này và mình nhấn Enter để mình kết thúc thao tác. Vậy là mình đã có ba cái dây leo mình nhân bản ở đây. Sau đó mình sẽ chọn cả ba dây leo này và mình nhấn Ctrl G để mình group nó lại luôn thành một group ở đây. Gọi là group này là tán lá số 1. Rồi, tiếp tục mình sẽ đưa cái dây leo này sang cái file thiết kế của mình ở bên đây. Vậy thì mình sẽ đưa bằng cách đó là mình lại chọn cái công cụ tạo vùng chọn là cây đũa thần. Cây đũa thần huyền thoại. Chúng ta click vào cái nền màu trắng và như thế thì chúng ta đang chọn nền trắng. Bây giờ chúng ta nghịch đảo vùng chọn bằng cách là bấm giữ phím Ctrl Shift và phím Y ngắn. Sau đó mình nhấn Ctrl C rồi mình tắt luôn cái cửa sổ này đi. Mình nhấn Ctrl V sang bên cửa sổ bên này. Cái này nó hơi to cho nên mình sẽ nhấn Ctrl T để mình scale cho nó bé lại một chút. Rồi sau đó mình đặt nó sang bên vị trí chẳng hạn như là mình đặt ở đây đi. Sau đó mình gọi Enter để mình kết thúc thao tác. Tiếp theo ở đây mình sẽ đưa cái cây to này vào. Ở bên đây mình cũng đặt tên cho cái này là tán lá 2. Ở đây mình muốn cho bạn làm quen với một cái công việc nữa, đó là bạn cũng muốn đưa cái layer này vào trong group này luôn thì bạn cầm nó và bạn kéo nó vô trong cái group. Bạn bung ra thì nó đã đi vô trong cái group. Bây giờ bạn có thể tắt cái group này đi, bạn sẽ thấy là nó sẽ đều nằm chung trong một group. Tiếp theo mình lại nhấn Ctrl O để mình mở cái cửa sổ có chứa cái. Bây giờ mình sẽ đưa hai cái chậu hoa này vô trước nha. Mình đưa hai cái chậu hoa này vô trước này. Rồi, ở đây bạn cũng có thể sử dụng cây đũa thần giống như lúc nãy để bạn chọn tạo vùng chọn và bạn đưa nó vô. Hoặc là bạn cũng có thể sử dụng công cụ ở đây là Polygonal Lasso Tool. Tương tự như thế, bạn chọn tại vì đây là cái đối tượng nó có những cái cạnh thẳng cho nên bạn có thể click vào đây những cái góc như thế này. Rồi bạn chọn tương đối cho mình cái giỏ hoa này. Bạn cũng có thể sử dụng công cụ tạo vùng chọn là cây đũa thần. Bạn chọn cái nền trắng, sau đó bạn nghịch đảo giống như là hai cái thao tác mà chúng ta làm trước đó. Rồi, sau đó bạn nhấn OK. Vậy là mình đang chọn được cái giỏ hoa này ha. Mình nhấn Ctrl C, sau đó bạn tắt cửa sổ nó đi luôn. Mình đưa sang bên đây, mình lại nhấn Ctrl V, mình dán vào trong bài. Bạn nhìn thấy những cái ô trắng ở đây nó vẫn còn, cho nên mình sẽ chọn cây đũa thần ở đây ha. Mình zoom to cái này lên nè, xong rồi mình click vô đây. Nó chọn cho mình tất cả những cái vùng màu trắng và bạn nhấn Delete để bạn xóa đi những cái chi tiết đó. Sau đó bạn nhấn Ctrl T, bạn scale cho cái này nó bé lại một chút. Bạn nhớ giữ Shift khi bạn scale để cho nó không bị biến dạng cái tỷ lệ của nó nha bạn. Rồi, mình đặt một vị trí ở đây đi ha. Mình đặt ở vị trí này. Rồi, tiếp theo mình sẽ chọn qua bên đây bây giờ mình sẽ dùng cái phương pháp đó là dùng cây đũa thần để mình chọn thử nha các bạn. Đây, các bạn thấy nó lấn vô quá nhiều, cho nên là mình sẽ chọn cái tolerance của nó. Mình đặt khoảng chừng 12 thôi. Rồi, mình lại nhấn Ctrl Shift Y ngắn và bạn nhấn Ctrl C. Xong rồi bạn tắt luôn cửa sổ này. Bạn nhấn Ctrl V, bạn đưa sang bên đây. Sau đó mình scale cho nó bé lại. Bé lại một chút với vị trí tương đối nó là như thế này chẳng hạn. Sau đó bạn gọi Enter. Rồi mình group hai cái này lại thành một group luôn nha. Mình chọn layer ở trên và layer ở dưới. Ở đây mình có thể đặt tên cho nó theo một cái thói quen là bạn đặt tên cho nó chẳng hạn. Để sau này khi mà có những cái thiết kế nó nhiều layer hơn thì bạn sẽ dễ dàng tìm lại nó xem coi nó nằm ở vị trí nào. Ở đây mình ghi là giỏ hoa số 2. Rồi mình sẽ chọn cả hai cái layer này và mình nhấn Ctrl G, mình group nó lại thành một group luôn. Mình đặt tên cho group này là giỏ hoa. Tiếp theo mình sẽ dùng công cụ Move, tức là phím tắt là chữ V. Bạn di chuyển nó hoặc là bạn scale cho nó bé lại. Nếu như bạn cảm thấy nó hơi to thì bạn scale cho nó bé lại. Tiếp theo ở đây mình sẽ đưa cái cây to vào. Mình lại nhấn Ctrl O để bạn mở cái cửa sổ. Bạn mở lên cái cây này.
Tương tự như thế, mình lại chọn cây đũa thần và mình chọn ở đây một một cái mức nó to hơn một chút. Bạn bấm xuống dưới màn hình ở màu trắng. Bây giờ mình nhấn Ctrl Shift Y để nghịch đảo cái vùng chọn này lại. Và như vậy thì mình muốn trừ cái vùng ở bên dưới cái gốc cây này thì mình chọn vô cái công cụ tạo vùng chọn là Rectangular Marker Tool. Sau đó bạn chọn vô đây là trừ, chọn trừ ở đây. Rồi bạn quét cái khu vực ở bên dưới này. Chúng ta đang có cái cây. Xong rồi mình nhấn Ctrl C, mình tắt luôn cửa sổ này, mình sang bên đây, mình nhấn Ctrl V, mình dán. Và bạn về công cụ Move là phím V, bạn di chuyển nó sang bên trái. Và bạn nhấn Ctrl T để scale cho nó to lên. Đây, mình đặt nó nằm ở vị trí này chẳng hạn. Rồi, mình đặt đây, mình nhấn Enter là kết thúc thao tác. Tiếp theo thì mình sẽ đưa cái xích đu vào bên trong cái bài này. Mình nhấn Ctrl O một lần nữa để mở cái ảnh có chứa cái xích đu và cái Strat. Tương tự như thế, các bạn cũng vẫn có thể sử dụng cái đó là cái công cụ cây đũa thần. Bởi vì trong bài này thì đa số các hình dữ liệu người ta gửi cho mình đó là người ta sử dụng cái nền trắng. Sau đó mình nhấn Ctrl Shift Y một lần nữa, mình nhấn Ctrl C, mình tắt cái này luôn, mình sang đây mình nhấn Ctrl V, mình dán được cái hình này vô đây. Bây giờ mình muốn cắt cái sọt rác này cho nó sang một cái layer mới luôn thì bạn dùng công cụ, có thể dùng công cụ Polygonal Lasso Tool. Bạn khoanh vùng cái thùng rác. Bạn khoanh vùng cái thùng rác nha. Bạn khoanh vùng cái thùng rác. Sau đó bạn nhấn tổ hợp Ctrl Shift J, Ctrl Shift J để chúng ta đưa cắt cái thùng rác sang một layer khác. Sau đó bạn nhấn Ctrl T, bạn scale, bạn nắm cái góc, bạn scale cho nó bé lại. Scale cho nó bé lại như thế này. Mình cho nó bé lại một chút xíu nữa. Sau đó bạn gõ Enter. Các bạn nhớ giữ Shift khi bạn scale nhé, để cho nó khỏi bị biến dạng. Rồi bạn lại nhấn công cụ V và bạn di chuyển nó sang đây. Bạn thấy cái thùng rác nó nằm ở đằng sau cái cây, cho nên là bạn kéo nó xuống khỏi layer cái cây để cho nó đi ra đằng sau cái cây nó đứng. Rồi chúng ta trở lên cái, chúng ta đặt tên cho nó là thùng rác. Chúng ta trở lên cái xích đu ở trên đây. Bạn gõ vô đây, bạn đặt tên cho nó là xích đu đi ha. Rồi mình sẽ nhấn Ctrl T, mình scale cho nó nắm cái góc này, mình scale cho nó bé lại một chút. Mình đặt nó vô vị trí này chẳng hạn. Rồi mình gõ Enter, mình kết thúc thao tác này. Bây giờ mình sẽ đưa con Kiki vào bên trong hình này. Mình nhấn Ctrl O một lần nữa. Mình đưa con Kiki vào. Đây, con Kiki có gương mặt rất là thân thiện luôn. Hoa hậu thân thiện của năm. Mình chọn cái tolerance của nó lớn lớn, khoảng chừng hơn 40. Sau đó mình click vào đây. Bây giờ bạn thấy nó chọn lấn vô bên trong cái chân này. Thì bây giờ mình sẽ dùng cái lasso tool này. Mình trừ ra. Đây, các bạn bấm vô nút trừ. Hoặc là các bạn cũng có thể giữ phím Alt+Left khi bạn quét, hoặc bạn bấm lên đây cũng được. Rồi bạn trừ cái khu vực này ra, mình trừ khu vực này ra nha. Mình trừ cái khu vực này ra. Sau đó bạn nhấn Ctrl Shift Y để chúng ta nghịch đảo vùng chọn. Nếu như tới đây mà bạn nào vẫn chưa biết khái niệm vùng chọn và nghịch đảo vùng chọn là gì á, thì các bạn có thể xem các video trước của mình nha. Mình có trình bày về khái niệm vùng chọn và những thao tác căn bản ở trên vùng chọn. Bây giờ chúng ta nhấn Ctrl C, chúng ta tắt cái cửa sổ này đi. Và bạn đưa vô đây, bạn nhấn Ctrl V, bạn nhấn Ctrl T, bạn scale cho con chó này nó bé lại một chút. Bạn đặt nó xuống dưới đây, đấy, con Kiki nó nằm đúng vị trí của nó này. Tiếp theo là bạn sẽ đưa cái quả banh vào trong cái tấm hình này. Bạn nhấn Ctrl O một lần nữa để bạn lấy cái quả banh này ra. Bạn cũng dùng cây đũa thần. Rồi bạn đặt cái tolerance này nó bé thôi. Sau đó bạn click xuống cái nền trắng, bạn thấy nó lấn vô bên trong cái quả banh luôn. Vậy thì chúng ta lại làm một cái thao công việc, đó là chúng ta trừ cái khu vực nó bị lấn này ra. Bạn dùng cái công cụ Polygonal Lasso Tool. Sau đó ấy, bạn chọn công cụ là chọn trừ, trừ ở đây này bạn. Xong rồi bạn bấm vô đây để bạn trừ trừ cái khu vực này ra. Mình quét một cái vùng ở trên đây ha, ngẫu nhiên nhá. Đây, mình quét một cái vùng để cho nó bao quanh cái khu vực nó bị lấn vào bên trong. Đó, nó đã trừ ra cho bạn rồi. Bây giờ bạn lại nhấn Ctrl Shift Y ngắn, sau đó bạn nhấn Ctrl C. Và tương tự ta lại tắt cửa sổ nó đi cho nó đỡ rối. Và bạn đưa sang bên đây, bạn nhấn Ctrl V. Sau đó bạn lại nhấn Ctrl T,
bạn scale cho nó bé lại với một cái tỷ lệ tương ứng, bạn gõ Enter, bạn nhấn phím V để trở về công cụ Move và bạn lại di chuyển cái quả banh xuống dưới đây. Đấy, bạn đưa cho con chó nó chơi. Tiếp theo bạn nhấn Ctrl O và chúng ta còn lại một việc nữa, đó là đưa con chim vào bên trong bài. Bạn nhìn thấy ở trong bài của chúng ta có hai con chim, một con đậu ở trên và một con đậu ở dưới. Và hai con này nó đứng theo cái chiều ngược nhau. Vậy thì chúng ta sẽ xử lý con chim này nhé. Các bạn nhấn vô công cụ tạo vùng chọn và bạn click xuống dưới cái màu nền trắng. Sau đó bạn nhấn Ctrl Shift E. Sau đó bạn nhấn Ctrl C và bạn đóng luôn cửa sổ này, bạn sang bên đây, bạn nhấn Ctrl V. Chúng ta có con chim ở đây hơi to, cho nên chúng ta cho nó bé lại. Đấy, cho nó bé lại nhiêu đây thôi. Sau đó bạn gõ Enter. Rồi, bây giờ mình đưa con chim này nó vô trong cái vị trí ở đây. Đó, mình cho nó đứng ở trên cái thành của cái... Đấy, cái thành của cái xích đu này. Sau đó, bạn có thể scale cho nó bé lại thêm một chút nữa ha. Rồi, bây giờ mình nhân bản nó lên trên, bạn giữ phím Alt+Left và bạn lôi nó ra vị trí khác thì tự động nó sẽ sao chép ra một con chim thứ hai. Nhưng con chim này nó quay ngược lại so với con kia thì ta nhấn Ctrl T này, bạn nhấn Ctrl T. Sau đó bạn bấm chuột phải, bạn click chuột phải và bạn chọn Flip Horizontal. Bạn chọn thằng này nó sẽ lật ngược lại và bạn đưa nó vô trong cái thành cái xích đu ở trên. Sau đó bạn bạn rê con chuột ra ngoài nè, bạn sẽ thấy cái biểu tượng xoay, bạn sẽ xoay cho nó nghiêng một chút nữa. Đấy, rồi bạn scale cho con này nó to hơn con ở dưới một chút, rồi bạn gõ Enter. Bạn đứng ở công cụ Move và bạn đưa nó lên trên cái vị trí ở trên này chẳng hạn. Vậy là chúng ta đã hoàn thành xong việc cắt ghép mà những cái đối tượng người ta cho sẵn để bạn đưa vào trong cái bài như thiết kế như thế này. Tương tự như thế thì để tạo cho bạn một cái thói quen đặt tên cho layer thì ở đây mình cũng đặt tên cho nó là tên. Rồi, ở dưới đây chính là quả banh này, mình đặt tên cho nó. Và đây là layer con chó này. Rồi. Vậy là chúng ta đã làm xong được cái bài thực hành số 1 là cái bài cắt ghép hình đơn giản. Và các bạn lưu file lại thì các bạn nhấn Ctrl S và các bạn đặt tên file cho nó là bài tập số 1. Bạn ghi ở đây là bài tập 01. Sau đó bạn chọn vô đây và bạn chọn cái định dạng là Photoshop. Sau đó bạn nhấn Save. Các bạn lưu ý là không nên lưu ở ngoài desktop, bởi vì nếu như các bạn lưu ở ngoài desktop thì có thể nó sẽ bị mất dữ liệu khi mà máy nó bị trục trặc. Hoặc là nếu như bạn muốn xuất thành file ảnh thì bạn lưu thành định dạng là JPEG ở đây và bạn nhấn Save. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài học này. Hẹn gặp lại các bạn trong bài học tiếp theo.